Anh chở Thanh Xuân đây xuất tắc kè đi cho khách hàng. Cái tắc kè giống cho khách hàng hôm nay tôi quay ở khu mua của về tắc kè bộ cá. Anh chị em khu mua về tắc kè, bà con chăn nuôi đúng nguồn gốc của trang trại Thanh Xuân thì sẽ thu mua bao tiêu loại sản phẩm. Các kẻ thương phẩm thì sẽ đóng chai để đóng các kẻ hoặc là xếp cho khách hàng Trung Quốc mua rượu, họ làm thịt, làm thuốc. Đây là các cái thùng, cái giỏ nhựa vuông để đựng cho tắc kè được thoáng và cho tắc kè uống nước ở khu vực thu mua. Sau đó sẽ phân chia tắc kè giống và tắc kè ngâm rượu, tắc kè đông lạnh, tắc kè thương phẩm giống để xuất đi cho khách hàng. Các khách hàng sang đặt hàng rất là nhiều trang trại Thanh Xuân. Quý vị vào mục xuất khẩu để xem các khách từ khách của nước ngoài đến đặt hàng về tắc kè cả và một số các loại côn trùng khác. Đây là tắc kè giống trang trại Thanh Xuân xuất loại ba tháng tuổi, 5 tháng tuổi và 6 tháng tuổi cho bà con về chăn nuôi. Lồng như thế này là đã được để được riêng cái riêng và chỉ được đếm theo tỷ lệ thôi. Đây, thùng như thế này sẽ chia làm hai tầng cho các kè bám. Chia thành hai lớp để các kè đỡ chồng với nhau. Và số lượng gửi đi nhiều thì sẽ đóng tùy thành thùng để đóng. Các kè giống thì chúng tôi sẽ xuất tỷ lệ 1 được 2 cái. Kè về để ngâm rượu hoặc là các kè thịt thì ưu tiên con đực nhiều, con đực thường thường là những con to dài rộng vui to để khách hàng ngâm rượu cho có cái giá trị của acetamin trong hơi được nhiều. Đây, các cái thùng như này thì sẽ có các con mẫu các kè to nhỏ hoặc là chia theo tỷ lệ được cái để riêng cho khách hàng đặt phân chia. Cái này là toàn con cái. Các con có thể tham khảo cái website trang trại Thanh Xuân.com và các kênh YouTube của trang trại Thanh Xuân.
em sẽ xuyên bao tiêu thương phẩm của con giống ngọc miêu trên toàn quốc của trang trại Anh Xuân cung cấp giống như tắc kè, bọ cạp, dế mèn. Ngoài ra có thể bao tiêu thêm một số các côn trùng về thương phẩm để xuất cho các nhà hàng xuất khẩu. Em thùng như này là bán 60 con tắc kè. Để loại nhỡ gửi cho khách hàng. Lát nữa thì tôi sẽ quay video gửi đi ở bến xe để cho khách tỉnh xa.